Giới thiệu với nhà cả nhà, đây là sụn đà điểu nhá. Nhâm lên từng cái miếng. Đấy, sụn đà điểu nhá. Cái này sụn đà điểu này để ăn lẩu này, rất là ngon. Đấy, con đà điểu xong là người ta mổ ra, người ta lọc lấy thịt bán. Còn cái sụn người ta bán cho những người thích ăn lẩu, răng khỏe. Thực ra là nói ăn khỏe cũng, răng khỏe cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng lắm, bởi vì là chúng ta có thể thái mỏng ra, còn ninh nhừ là nó sẽ ăn rất là mềm. Đấy. Để có cái món lẩu sụn đà điểu này ăn sướng mồm thì rất là vất vả. Các bạn nhìn đấy, phải thái, thấy không? Thái mệt lắm. Thấy không? Rất là cứng luôn nhá. Thái thì nó cứng thế này thôi, nhưng mà tí nữa cho vào nồi lẩu ninh một lúc là nó sẽ mềm sật sật, rất là ngon luôn. Cái này là gọi là sụn non của con đà điểu nhé. Con đà điểu người ta mổ ra, người ta lọc lấy thịt người ta bán rồi, đây còn đây là sụn. À, rất là ngon. Đây. Sụn gân. Sụn miếng gân. Đây gọi là những cái đặc sản này là chỉ có người dân ở khu vực Ba Vì nuôi nhiều đà điểu mới có ăn thôi nhá, còn không có đâu. Cái món sụn với gân đà điểu này nó cũng rất là thích hợp cho những ai mà muốn ăn để tăng cường những cái chất, tóm lại là nó bổ cho khớp. Đấy, những ai mà những người mà bị đau khớp, xương khớp các thứ thì ăn cái món này là rất là hợp, rất là bổ. Bởi vì cái này ninh xong nó ra cái chất tạo cho cơ khớp, còn bản chất thì con đà điểu nó đã rất là khỏe, nó chạy rất là giỏi, chân nó phát triển, bộ chân nó khỏe, thế nên là chúng ta nó tạo chân nhầy không gối đấy, nó tạo ra cái chất nhờn để cho cái khối khớp, các cái khớp gối nó được khỏe. Ăn khô, đau gối, ăn cái này các bạn thấy mệt không? Đó, thái rất là mệt luôn. Đây, một nồi lẩu mà chỗ này là khoảng gần 1 cân. Một nồi lẩu mà ăn như thế này là hơi nhiều, nhưng mà thế nó mới đã các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái nồi lẩu gân đà điểu, gân sụn, sụn non đà điểu siêu to khổng lồ. Sụn đà điểu siêu to khổng lồ. Đây này, các bạn nhìn này. Đấy, đấy. Sụn đấy, thấy không? Ngon lắm các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Này ăn sử sạch với sụn lận. Cái này sau khi ninh là ăn sần sật rất là ngon luôn. Tí nữa cho vào nồi để các bạn sẽ xem, các bạn xem mình thưởng thức. Thái nốt thì tí nữa rồi tiếp tục
Đây, xin giới thiệu cả nhà nhé. Đấy, đây là bát gân đây, gân sụn đà điểu nhá. Đấy, gân sụn đà điểu ngon chưa? Gân sụn đà điểu. Gân sụn đà điểu rất là ngon, ăn lẩu. Wow, đĩa này rất là to. Đấy nhá, này là gân sụn đà điểu này, thịt đà điểu này, giò đà điểu này. Đây là giò đà điểu nhá các bác nhá, giò đà điểu. Đây là thực đơn món lẩu đà điểu rất là ngon. Sau khi mất công thái một hồi được một đĩa gần sụn đà điểu rất là ngon luôn. Đấy. Bây giờ nước bắt đầu sôi nhá, nước sôi mình tiến hành đây mình cho sụn vào nhá. Đây, mọi người nhìn sụn ngon không? Đấy. Ui, sụn đà điểu đấy. Sụn đà điểu ấy rất là ngon nhá. Đấy. Cho vào nhá. Đấy, đây nước dùng. Nước dùng lẩu thái chua cay. Lẩu thái siêu cay. Lẩu thái siêu cay, siêu to khổng lồ. Thế là hôm nay là ăn lẩu đà điểu. Lẩu đà điểu là siêu to khổng lồ. Vào nước dùng là nước dùng lẩu thái siêu cay khổng lồ nhá. Đây là quẩy siêu ngon khổng lồ nhá. Ôi ngon quá. Này, cái món gân đà điểu này ngon tuyệt vời luôn nhá bà con nhá. Đấy nhá. Tăng bếp lên nó to lên. Này xui. Lẩu đà điểu và thịt gà. Khả năng là chỗ này ăn không hết. Ngon chưa? Cái này mục đích là mình cho vào sớm. Đấy nhá. Cho vào sớm để cho nó mềm. Tí nữa ăn ngon. Đấy đây nha. Ngon chưa? Ngon tuyệt vời nhá. Bây giờ đậy vung vào để cho nó sủi. Đợi một lúc nó sủi là ok. Đây nha, nồi lẩu bắt đầu sủi rồi nha bà con nha. Ấy. Đấy, lẩu sụn đà điểu à. Này. Đấy nhá. Chín rồi này. Đấy. Sụn nhá. Sụn này chín ngon không? Đấy. Ôi tuyệt vời luôn. Ăn sật sật luôn nhá. Đấy. Ngon chưa? Đấy. Đây nhá. Đấy. Ngon tuyệt vời luôn à bà con nhá. Ngon không?
Đây. Đây. Ngon lắm bà con. Này. Sụn ngon không? Đấy không? Sụn rất là ngon nhá. Úi dồi này. Tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Ngon tuyệt vời luôn nhá. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá, ăn thử một miếng này. Đây nhá. Đây. Đây mình gân đà điểu nhá. Gân đà điểu này, ăn rất là ngon luôn. Thử này. Rất là giòn luôn nhá. Rất là ngon, ăn ngon tuyệt vời luôn. Đây, tiếp tục nhá. Lúc này ăn rất là giòn rồi, nhưng bây giờ lại ninh tiếp. Tiếp để cho mọi người xem. Đấy. Đấy nhá, lẩu sụn đà điểu nhá. À. Đấy, ngon chưa? Ngon, rất là ngon luôn nhá. Sụn ngon chưa? Đây nhá, thưởng thức miếng sụn nhá. Đây thưởng thức sụn này. Sụn và gân của đà điểu, gân đà điểu nhá. Ngon quá. Ngon quá. Ai đang khỏe ăn cái món này tuyệt vời luôn nhá. Cái cốc. Đây nhá. À. Ai mà có răng khỏe ăn tuyệt vời luôn. Cực ngon luôn nhá. Đấy. Thử miếng này. Đây nhá, thêm món đà điểu à, thêm món giò đà điểu nhá. À, giò đà điểu này đấy, ngon chưa? Hôm nay ăn bánh mì đấy rồi. Wow. Cháo bánh mì rồi. Hôm nay thì xả lắng nha, ngao quần thịt đi bác, xin mua anh cứ để thấp xuống. Ngon tuyệt vời nhá. Đấy, giò đà điểu nhá. Ngon quá. Ngon quá, tuyệt vời nhá. Ngon lắm. Này. Chị cua ăn giòn không? Đấy, gần đà điểu nhá. Gần đà điểu nhá, ngon tuyệt vời luôn đấy. Chị cua ơi. Wow, ngon quá. Quá ngon luôn. Thơm ngọt. Ngon tuyệt vời luôn. Thôi nhá, mời bà con nhá. Mời bà con ăn lẩu gân đà điểu siêu cay khổng lồ. Cay khổng lồ của ông Thu Bịch. Ông Thu Vlog nhá. Chúc mọi người buổi tối gặp nhiều may mắn. Và mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nhá. Xin cảm ơn.